nhức cái vai nè. Sao rồi, giờ đỡ chưa? Dạ. Tía. Ừ. Để con cá nè. Dạ. Xuống dưới mần đi rồi chiên. Dạ, để con đi liền tía. Để đó, ai mượn mày? Dạ. Để vợ mày nó làm. Ba cái vụ riết gì mày làm thì tao hiểu mốc mày là cái giới tính gì nữa này. Ba công chuyện của vợ mày. Làm sạch cá xong rồi chiên. Để chị mày liễu á đãi cho nó ăn ba cái này cho nó lạ. Đi. Dạ. Đi về mệt chớ hề bao giờ mình rót cho mình ly trà. No tối ngày công chuyện của vợ mày. Vợ con có bầu mà tía. Có bầu cái gì đó. Có bầu cái phải bờ hư vậy ha. Bờ hư vậy đừng để cho rớt hả? Ừ. Tía này. Cái gì đó trời ơi, cái gì vậy? Con phỏng mà tía ơi. Cái gì phỏng đâu? Dạ có chút xíu gì mà la ông sùm mình này để xem chút cái trái ra chảo luôn à. Nhưng mà nó phỏng đau lắm tía. Đau cái gì mà đau? Nè có chút xíu cái gì nè, la ông sùm mình tao tưởng là trái nhà không à, mà cái bếp không chịu tắt của ngày tao nó trái nhà nó phải giỡn đâu à. Chồng ơi, nè bị như thế này có chút xíu ráng lo đi con, thở cái con kêu chồng con, móng tay mày mẻ chút cũng kêu, cái miệng mày á mày ăn vô mà dính cái gì mày cũng kêu chồng mày, cái gì mày cũng chút xíu vô, mày để cho nó yên thân nó chút xíu coi được không? Nhưng mà con đau chứ bộ, chồng ơi em đau hả chồng ơi? Nè con quánh nó chết bây giờ. Vợ em bị gì vậy vợ? Em mắc đẻ rồi hả? Nè mắc đẻ gì? Mắc đẻ gì? Không ai mắc đẻ bự cái em, không ai mắc đẻ, đẻ mắc đẻ anh ta này. Con chuyện chứ không ai mà thích đẻ ghê. Đẻ là ai? Đẻ là tao. Chứ em bị gì? Bị phỏng có chút xíu mà nó la như trái nhà vậy. Em bị phỏng rồi trời nè. Trời đất ơi, vợ con bị phỏng thiệt nè tía. Thấy không? Vợ con bị phỏng gì mà tía còn nói nữa. Con đã nói rồi, tía đừng để vợ con làm nữa. Tao hết biết luôn. Cái xào con dĩa ra muốn mà nó chỉ phỏng có chút xíu mà mày nói kiểu đó. Thôi được rồi. Ây da, ôi trời. Vợ ơi, vợ ơi. Đó, vợ con mệt rồi kìa. Thôi mày đưa nó lên phòng cho nó nghỉ đi. Mày lấy nước miếng này mày thoa vô. Mày lấy kem nó răng mày thoa vô cái chỗ phỏng đó đó. Dạ. Nhiều đó cũng không xong làm được. Trời đất ơi, hên là tôi đi vòng vòng đây không xuống chắc cái bếp này nó cháy luôn rồi trời. Giờ đồ ăn đồ uống vậy không biết là trưa nay lấy cái gì mà ăn đây. Nè Liễu. Mẹ nói không biết làm mà. Biết ăn không? Biết mà không biết làm. Chứ muốn thì sao? Giờ muốn làm phải không? Nói trước nha, con không biết làm nha. Kêu con mà làm cái này hả? Trái nhà đó, ráng chịu nha. Rồi cơm khét, ráng chịu nha. Đồ ăn khét, ráng chịu nha. Ráng ăn nha, được không? Sao? Chứ suy nghĩ kỹ chưa? Giờ con làm hay không làm? Thôi, không, mày khỏi làm đi. Ok man. Man đâu, ok man. Thôi quýnh mày chết là chú nè, mày ok man. Nói cũng nói chật nữa. Đồ ăn mà khét, cơm mà cơm hư. Đó, giờ cũng phải làm nè.